cô chú và các bạn. Hôm nay thì mời cả nhà, ông bà, cô chú và các bạn cùng xem bé Susu 3 tuổi học tô màu rất là dí dỏm. Bữa nay tô đẹp quá ta, tô đầy hết trơn rồi đó. Giỏi quá trời. Đó. Con tô được mấy hình rồi? Mấy hình rồi, con lật rồi, con lật cô coi. Đâu. Đâu, giỏi. Ồ. Nè, cái bé này con chưa tô xong nè. Nè. Con bé đây nè, cô chỉ cho con nè. Cái áo màu tím, con nói đi, màu tím. Thì con chỗ này con nhìn coi chỗ nào, cái cô này cổ mặc chỗ nào là cái áo đâu, chỉ coi. Chỉ cái áo coi, đúng rồi, là tô vô đó màu tím đó. Là tô chỗ này màu tím. Tô vô. Đúng rồi, giỏi. Chưa, con tô chưa giáp mà, tô cho nó giáp. Ừ. Đó, tô hết luôn. Tô hết mí luôn. Ừ. Đó, tô hết luôn. Tô giáp, tô giáp. Ừ, đúng rồi, tô xích qua đây nữa. Tô cho đẹp, con tô lem rồi. Ừ, đúng, cho đẹp. Tô là phải cho đẹp. Đi học mới có điểm. Ừ. Màu đó màu đỏ. Màu đỏ nè, con tô giống cái áo nè, không? Đúng rồi, rồi. Ừ. Xuống đây nè, má ơi. Con... Dạ. Dạ, con đây nè. Dạ, hoài. Thầy giám mà. Dạ. Nè nè, màu xanh đây nè. Màu xanh giống này là cái này. Nhìn xuống, cái nào giống con tô xuống. Đó đúng rồi, tô vô đi. Tô vô. Ừ. Không, không, cái này người ta đang màu xanh này, cái áo của người ta màu đỏ. Đây nè, áo của bé. Ủa, cái thùng màu xanh này con tô cho giống. Đây, tô vô đây. Tô vô đi, tô vô. Con vịt. Con vịt, đúng rồi. Con vịt nóng. Ừ. Dạ. Đâu đâu có, con tô vô cái hộp này nè. Dạ. Thấy không? Ừ. Giống này, giống này. Ừ. Giỏi quá trời. Chiến này tô không có bị gãy cây màu nào, giỏi quá trời. Đã khoan, cây đó màu gì? Màu xanh. Màu xanh gì? Màu xanh đá. Đúng. Nhưng mà cái này tô vô chỗ nào, phải đúng cái hình mẫu. Hả? Con tô phải đúng vô cái hình mẫu, cái màu xanh nó nằm chỗ nào mà con lấy cây đó. Không đúng rồi, lấy cây khác. Đây nè, bây giờ cái tóc cái bé này màu gì nè, con nói rồi, này màu gì? Màu xanh. Màu vàng. Màu vàng. Bây giờ con lựa coi cái nào có giống màu này nè. Nè, cái nào giống màu này, kiếm cái cây màu vàng coi. Cái này á. Đâu, đúng rồi, đó màu vàng đó. Rồi bỏ cái đó vô. Rồi tô cái tóc của bé. Thôi cái tóc bé đi con. Ô gãy, từ từ. Gãy, gãy con. Rồi tô tóc của bé đi. Đó không, tóc đây nè. Ừ. Giỏi lắm. Chị Su giỏi lắm. Có cái này à. Ừ. Rồi tới màu gì con tô chùa giáp nè. Bây giờ con lấy lại màu vàng của tô cho cô. Màu vàng nè, màu vàng đây nè. Cái đó màu gì, cái đó màu gì? Đúng rồi. Con màu hồng. Cái nơ màu hồng. Cái nơ con. Ừ. Đúng rồi đó. Ở bên đây nữa, bé có hai nơ lận. Nơ bên đây nữa. Tô bên tay phải. Đổi qua tay phải nhanh lên. À. Tô tầm 7 ơi. Cái nơ người ta đây mà. Cái nơ. Đúng rồi. Rồi xong con tô tới cái mặt đi. Cái mặt của bé màu gì nè? Cái mặt màu da người. Dạ. Màu cam. Con kiếm ở nào màu cam không phải. Màu cam giống cái này nè. Để xuống đi cô chỉ cho. Màu cam đây. Cái mặt màu cam. Không. Màu ừ đúng rồi, con lấy đi. Làm gói. Màu cam đúng rồi, lấy lên đi. Lấy lên. Màu cam. Rồi, nè, cầm lên là nhìn đây nè, cái đó màu gì? Màu gì? Màu cam. Màu trắng. Màu trắng có gì? Đâu. Cái này
Cái nào? Cái đó màu gì? Màu gì? Không phải, màu vàng. Màu vàng thì con tô tóc. Màu vàng thì con tô tóc cho bé đây nè. Đây nè. Cái này luôn. Cái nào giống đâu? Màu vàng là con tô tóc ở đây nè. Thấy không? Màu vàng. Đúng rồi. Giỏi quá, chiếc này tôi không gãy cây màu nào. Tôi đừng gãy cây màu á. Đừng có làm gãy nha. Gãy rồi. Gãy chưa? Bị gãy cái đầu rồi. Ờ, bị gãy cái đầu rồi đó hả? Rồi kệ đi, để đi, con để vô đi. Rồi tô tiếp đi. Cây đó màu gì mà con lấy con tô ạ? Đây. Màu gì? Màu vàng đất. Màu vàng đất. Đúng rồi. Rồi bây giờ con kiếm màu gì? Màu món này. Cái đó màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Tô được. Cái này tô được. Màu nâu tô cái quần. Cái quần của bé đây. Cái quần nè, tô màu nâu vô cái quần. Giống ở trên này. Tô con vịt hả? Con vịt màu gì đó? Con vịt màu cam. Con vịt màu cam. Con vịt màu, con vịt màu trắng. Đây. Yeah. 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 Rồi, xếp hộp lại cất. Bé đã học bài xong. Tô màu xong, xếp lại cất. Thấy thương không? Xin dám. Cái này, cái đó là con chưa viết được. Cái đó chữ. Đợi đi học mới viết được. Đó, con gì cắn rồi đó, gãi đó. Cái đó là chữ. Đợi đi học. Đợi đi học con mới viết được nha. Thấy không? Chữ này chữ gì? Nè, cô chỉ cho con nè. Chỉ cho con nè, con chưa biết đọc mà. Nè con thấy không? Chữ này là chữ này là chữ gì? Cái này là hình gì? Con nói là hình gì? Em bé. Em bé. Là chữ E. Chữ E là nó như thế này nè, con nhìn vô đi. Con chữ E nè. Chữ bờ nè là bé đó. Bé. Bé. Không, cái đó không có tô màu con ơi. Cái này viết chữ. Cái này viết chữ không có tô màu. Cái này tô màu nè. Nè con tô bé này đi. Ừ. Màu đó màu gì? Màu vàng. Màu cam. Cái đó màu xanh. Cái áo màu xanh lá nè con thấy không? Xanh lá. Đây. Yeah. 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 No no bạn. Ôi. Đừng có gớ vô đó, nó chạy tay con. Rồi con tô tiếp đi. Bây giờ con tô không tô tiếp là bye bye mọi người nè, con dơ lên bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Con nói nè, con nói theo cô nè. Cảm ơn cô chú đã xem con học tô màu. Con nói đi, đã xem con. Đã xem con học tô màu. Học tô màu. Con cảm ơn. Ông bà. Cô chú. Rất nhiều đã luôn xem con. Rồi rồi rồi, bye bye con, vô mặt đưa mặt lên nè, đưa mặt lên, bye bye nè. Su à, bye bye con, đưa tay đi. Giỏi.